Mức điểm trung bình của tất cả các môn thi trung học phổ thông quốc gia năm nay là từ 4,5 đến 6 điểm, trong đó môn ngoại ngữ thấp nhất là 3,3 điểm. Đáng chú ý, theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo thì chỉ có 100 bài thi đạt điểm 10, bằng 1/4 so với năm ngoái. Tuy nhiên, số bài thi bị điểm liệt, tức là dưới 1 điểm, thì giảm mạnh, chỉ bằng một nửa của năm ngoái. Theo dự kiến thì đầu tuần sau, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm sàn. Bộ cũng yêu cầu các trường đại học cao đẳng phải đưa ra ngưỡng điểm nộp hồ sơ xét tuyển để tạo thuận lợi cho thí sinh.